Review. Đúng không? Tokyo Desu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại một chung với chủ đề, một trong những câu hỏi mà các bạn vừa rồi cũng đã comment cũng như là gửi inbox cho mình rất là nhiều về cái việc mà năm 2020 thì nếu muốn đi du học ở Nhật Bản thì có những điều kiện gì hả anh? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi của bạn đó và chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp và chia sẻ cũng như là giao lưu và chúng ta thảo luận về vấn đề du học Nhật Bản của năm 2020 này cần phải những điều kiện gì nhé các bạn nhé. Ok. Thứ nhất là nói về điều kiện thì điều kiện du học Nhật Bản vào năm 2020 sẽ có các dự khác nhau giữa các cái ngành học, chương trình đào tạo và bạn cần phải có sự xác định là bản thân của mình sẽ đi du học Nhật Bản vào cái khu vực bậc nào của cái chương trình đào tạo và du học ở Nhật Bản này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có tìm hiểu về cái chính sách chung của các cái ngành học cũng như là của các cái bậc học về du học ở Nhật Bản nhé. Ok, thì cái điều kiện chung dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên khi các bạn tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc là các trường trung học phổ thông ở tại Nhật Việt Nam mình muốn sang Nhật Bản để du học ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái yêu cầu chung của chính sách Nhật Bản này. Là thứ nhất, về độ tuổi thì chúng ta phải yêu cầu đáp ứng đủ độ tuổi là từ 18 đến 30 tuổi. Và thứ hai là đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp hoặc đại học ở Việt Nam trở lên các bạn nhé. Thì đó các bạn mới đi du học được. Và tiếp theo, cái điều kiện tiếp theo đó là không có tiền án tiền sự. Thì cái điều kiện tiếp theo nữa đó là không bị cấm xuất nhập cảnh ở Việt Nam hay Nhật Bản nhé các bạn nhé. Nếu bạn nào rơi vào trong trường hợp là chúng ta bị tiền án tiền sự hoặc là các bạn bị dây vào trường hợp mà cấm xuất cảnh ở Việt Nam hoặc là cấm nhập cảnh ở Nhật Bản này theo chính sách của các cục xuất nhập cảnh của hai nước thì chúng ta không đủ điều kiện để chúng ta đi du học các bạn nhé. Các bạn phải lưu ý vấn đề này. Thứ ba, tiếp theo nữa là chúng ta không mắc các bệnh truyền nhiễm để lan truyền cái bệnh đó ra cho cộng đồng. Đó các bạn nhớ nhé, những cái bệnh truyền nhiễm mà chúng ta không thể đi được đâu. Cho nên là ngày xưa ấy có câu hỏi là anh ơi em bị mắc chứng bệnh là viêm gan B thì có đi được không? À xin thưa các bạn là vấn đề đó không vấn đề gì cả. Các bạn vẫn đi bình thường nhé. Nhưng mà cái bệnh truyền nhiễm ấy là những cái bệnh mà lan y, những cái bệnh mà khó chữa, những cái bệnh mà nguy hiểm cho người khác ấy, thì chúng ta không thể đi được. Ok, rồi chúng ta sẽ chuyển sang một tiếp theo. Nó là điều kiện du học Nhật Bản bậc trung học phổ thông của năm 2020 thì chúng ta cần những điều kiện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết nhé. Ok, cái điều kiện này là du học sinh đã tốt nghiệp bậc trung học cơ sở hoặc là tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp các bạn nhé thì có chứng chỉ tiếng Nhật N5 trở lên và người bảo lãnh, tức là cái người mà bảo lãnh cho bạn là cái người mà chuyện bố mẹ mình chẳng hạn đấy, người mà chịu trách nhiệm về tài chính cho các bạn để du học ấy, thì cái sổ tiết kiệm cũng như là trong tài khoản ngân hàng của bạn phải có từ 800 triệu trở lên các bạn nhé. 800 triệu trở lên, đây là dành cho cái học trung học cơ sở, trung học phổ thông của năm 2020 các bạn nhé. Ok, lưu ý trong cái trường hợp này ấy, thì những học sinh nào chưa đạt trình độ tiếng Nhật phải học cái khóa tiếng Nhật từ 150 giờ trở lên các bạn nhé, tương đương khoảng từ 4 đến 6 tháng học ấy các bạn ạ. Nếu như ngày xưa các bạn ở Việt Nam thì đa số là các trung tâm du học có đều tư vấn cho chúng ta là phải học 150 tiếng hoặc là học từ 4 tháng cho đến 6 tháng và cố gắng để thi đến một chứng chỉ N5 hoặc là N4 đúng không các bạn? N4 hay N5 ở Việt Nam, sau đó thì chúng ta nộp hồ sơ qua các trường thì nó dễ vào hơn đúng không các bạn? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái vấn đề tiếp theo là chuyện du học Nhật Bản để học tiếng Nhật của năm 2020 thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này với những bạn chỉ chọn du học Nhật Bản để học tiếng Nhật hoặc là đi du học với bậc cao đẳng hoặc là một trong những cái vấn đề là học đại học ở Nhật Bản này thì mà chưa đạt yêu cầu về đầu vào của các trường ấy các bạn. Ví dụ như là đầu vào của các trường thì người ta yêu cầu là chúng ta phải có năng lực tiếng Nhật N3 hoặc là N2 trở lên thì họ mới nhận chúng ta, thì lúc đó các bạn có thể sang Nhật Bản để các bạn học 1 năm tiếng Nhật hoặc là 1 năm rưỡi tiếng Nhật hoặc 2 năm tiếng Nhật trong cái khóa tiếng Nhật đó, các bạn nhập học vào lúc tháng 4 hoặc là tháng 7 hoặc tháng 10 hay là tháng 1 cũng có cả, thì những cái khóa đó sẽ giúp cho các bạn để trao dồi thêm tiếng Nhật, trao dồi thêm kỹ năng và chúng ta sẽ thi những cái năng lực tiếng Nhật đỗ N2 hoặc là N3, sau đó thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ vào các trường để chúng ta xét duyệt cũng như là thi đầu vào của các trường đó. Ok, đầu vào của các trường Nhật ngữ như sau thì là đã tốt nghiệp trung học phổ thông các bạn nhé. Các trường Nhật ngữ tức là các trường mà dạy tiếng Nhật đấy các bạn ạ. Ở bên Nhật ấy, các trường dạy tiếng Nhật thì ở bên Nhật Bản này họ yêu cầu là đã tốt nghiệp trung học phổ thông và từ 18 cho đến 30 tuổi, điểm trung bình trung học phổ thông từ
6.0 trở lên các bạn nhé. Có nhiều trường thì mới, các trường mới mở ấy, thì họ có thể nhận cái điểm của chúng ta, điểm trung bình của chúng ta là 5.0, thì cái điều này các bạn phải hết sức lưu ý và tìm hiểu thật kỹ nhé. Ok, chúng ta sẽ quay sang một cái điều kiện tiếp theo dành cho một cái du học Nhật Bản bậc cao cao học hoặc cao đẳng hoặc là đại học ở năm 2020 này. Thì như đã nói ở trên, để được vào các trường chuyên ngành ở bậc đại học hoặc cao đẳng cũng như là trung cấp ở Nhật Bản này, thì yêu cầu đầu vào về hệ hệ trình tiếng Nhật của các bạn phải đạt yêu cầu N3 hoặc N2 trở lên các bạn nhé. Nếu như không, các bạn không đủ cái đó thì các bạn sẽ phải học năm 1 năm dự bị tiếng Nhật, sau đó thì các bạn mới gửi đơn và nộp hồ sơ để chúng ta thi vào các chuyên ngành của Nhật Bản và theo học những khóa học từ 3 năm cho đến 5 năm các bạn nhé. Ok, điều kiện để về trình độ học vấn về ở trong cái bậc học này thì chúng ta đã tốt nghiệp trung học phổ thông và không quá 4 năm các bạn nhé, không quá 4 năm và tính đến thời điểm du học, tức là các bạn tốt nghiệp đại học rồi mà vượt quá 5 năm ấy thì chúng ta không thể đi được, mà chúng ta phải vượt quá trước trước sau khoảng 4 năm thôi. Ví dụ là chúng ta tốt nghiệp trung học phổ thông xong chúng ta đi làm sau đó chúng ta lại đến năm thứ ba chúng ta bắt đầu muốn đi học đi du học du lịch à du học thì chúng ta lúc đấy vẫn vẫn được, nhưng mà vượt quá 4 năm thứ tư là chúng ta không được nhé các bạn nhé. Đó là quy định của Nhật Bản. Và tiếp theo là những người tốt nghiệp trung học trung cấp ấy, những người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ở Việt Nam hoặc là đại học của Việt Nam ấy, thì thời gian giới hạn các bạn nhé, thời gian giới hạn có thể là cao khoảng 6 năm đấy. Ví dụ như các bạn mà đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ở Việt Nam rồi, các bạn có thể đi làm sau đó thì là giao rồi kiến thức mà lại muốn ra nước ngoài để học tập, thì lúc đấy họ vẫn quy định là 6 năm sau thì các bạn thì vẫn đi còn ok cả, không vấn đề gì cả các bạn ạ. Đó, rồi tiếp theo là cái độ tuổi ấy, thì từ 18 cho đến 30 nhé. Càng càng thấp tuổi các bạn nhớ này, ở trong cái việc mà đi du học này ấy, người Nhật người ta luôn luôn mong muốn người trẻ sang, cho nên là càng thấp tuổi thì đi du học ấy, thì càng càng dễ và càng 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 đơn giản hơn. Khi các bạn là nộp hồ sơ, khi các bạn thi tuyển ứng tuyển thì cái việc mà người sẽ xét hồ sơ ấy, người ta sẽ ưu tiên người trẻ hơn, cho nên là càng ít tuổi các bạn đỗ càng dễ nhé. Điểm trung bình học tập của GDP, tức là GPA, điểm trung bình GPA trung học phổ thông từ 6.5 à 6.0 các bạn nhé trở lên, và không không bị có một môn nào dưới trung bình hoặc là bị điểm yếu cả. Đó là một trong những quy định. Và với những bạn có GPA 5.0 nhé thì vẫn có thể du học, nhưng chỉ có những cái trường rất là nhỏ thôi hoặc là mới mới ấy, thì người ta mới nhận với những cái bạn đó. Cho nên là các bạn rất hết sức lưu ý nhưng mà, cố gắng nếu như trong tương lai các chúng ta có muốn ý định sang Nhật Bản hoặc ý định sang Hàn Quốc hay bất kể nước nước nào đó, thì chúng ta cố gắng từ lúc học trung học phổ thông ấy, các bạn hãy học thật tốt những cái điểm của mình để làm sao mà chúng ta có một cái bảng thành tích rất là tốt để chúng ta ứng tuyển vào các trường ở các nước nước ngoài ấy, thì sẽ dễ hơn các bạn nhé. Ok, thì điều kiện tiếp theo là chúng ta điều kiện về chứng chỉ chứng chứng chỉ tiếng Nhật các bạn ạ. Đây là một trong những cái điều kiện cũng rất là quan trọng và rất là cơ bản khi các bạn muốn đến Nhật Nhật Bản du học, thì đây là một trong những điều kiện mà bắt buộc, cái kiểu như bắt buộc các bạn ạ, bắt buộc cái kiểu như bắt buộc ấy, và phải học tiếng Nhật sơ cấp ở Việt Nam từ 4 đến 6 tháng các bạn nhé, và đạt trình độ là N5 trở nên. Vậy đã yêu cầu tiếng Nhật N5 thì có thể đã đăng ký làm hồ sơ du học rồi, và lúc đấy các bạn có đủ điều kiện là chúng ta có thể là đăng ký hồ sơ làm đi du học rồi. Và nữa này, và học học dự bị tiếng Nhật thì ít nhất là khoảng 1 năm ở Nhật Bản ấy, đã đạt khoảng N3, đã đạt khoảng N3 trở lên ấy, thì ở những cái trường mà đã đạt được yếu tố đầu vào ấy thì của các trường ở mà các bạn đăng ký ấy, thì lúc đó thì là chúng ta có thể bỏ qua cái giai đoạn học dự bị rồi đó. Cho nên là chúng ta cái việc mà học tiếng Nhật ở Việt Nam trước nhất, và các bạn thi được năng lực tiếng Nhật N4 hoặc N5 trở nên hoặc N3 thì càng tốt, hoặc N2 thì quá tuyệt vời rồi. Thì lúc đó các bạn khi mà đăng ký và dự thi và dự ứng tuyển vào một cái trường đại học hoặc cao đẳng hoặc là trung cấp nào đó ở Nhật Bản này, thì đó là một điều lợi thế cho các bạn. Một điều nữa của là điều về tài chính của năm 2020 này, điều rất rất quan trọng nha các bạn nha, rất quan trọng để người ta xét hồ sơ cho mình và để các bạn đỗ được hồ sơ du học ở một trường nào đó, thì cái việc mà tài chính này rất là quan trọng. Đi du học tự túc yêu cầu bạn phải chứng minh tài chính các bạn nhé, yêu cầu bạn phải chứng minh tài chính khi khi đi du học ở Nhật Bản, và có nghĩa là về đảm bảo về cái nguồn nguồn tài chính thật rõ ràng. Thì cái việc này đã có từ rất lâu rồi, đã có từ rất rất nhiều năm về trước rồi, thì cái quy định này với cái người được bảo lãnh, tức là các bạn có bố mẹ hoặc là cái người đứng ra bảo lãnh cho bạn, thì cái việc mà lúc mức lương cơ bản và có mức lương tối thiểu mà cái người đó rất là ổn định hàng năm hàng tháng các bạn nhé, hàng tháng xin lỗi các bạn, hàng tháng thì là phải hai hơn trên 25 triệu đấy, trên 25 triệu đều 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 vậy, và trong tài khoản tiết kiệm của người đó phải là được có từ 500 triệu Việt Nam đồng của chúng ta trở nên, và cái tiền tiết kiệm đó phải có trước trước lúc cho chúng ta nộp hồ sơ là 6 tháng
các bạn nhé. Cho nên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị những vấn đề này thật kỹ càng để chúng ta có thể đến những cái chương trình mà muốn đi du học Nhật Bản, đến những chương trình của đại khu vực sải quà đại sứ quán Nhật Bản ấy. Các bạn muốn trực tiếp mà đi tìm hiểu các trường ở Nhật này người ta tuyển dụng sinh viên thì các bạn đến với đại sứ quán của Nhật Bản ở tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, mà nơi mà có các trụ sở về hành chính của đại sứ quán Nhật Bản ở đặt trụ sở ở đó, thì các bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể đến đó để tham khảo, cũng như là chúng ta tìm hiểu về các trường mà chúng ta muốn vào và tìm hiểu về cái môi trường học 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 tập ở đây, hoặc là chúng ta có thể đến một trong những trung tâm về môi giới, trung tâm tư vấn du học. Nhưng đây là một trong những vấn đề các bạn nên cần phải suy nghĩ, nên cần phải thấu đáo, nên cần cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng nhé. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta hết sức lưu tâm, và đó là một trong những cái chia sẻ nho nhỏ để cho giúp cho các bạn chúng ta có thể đến Nhật Bản du học. Và đây là một trong những ước mơ rất là nhiều, có nhiều bạn có muốn, nhưng của năm 2020 ấy thì tùy thuộc vào các bạn, bởi vì chúng ta đang ở trong một cái tình trạng, một cái trong cái năm mà có đại dịch Covid Corona, một trong những năm mà nền kinh tế của tất cả các nền kinh tế trên thế giới đều bị giảm sút rất nhiều, mà công công ty bị mất việc làm rất là nhiều và người dân bị thất nghiệp rất là nhiều, và trong khi đó thì là cái nguồn GDP sẽ hạn dễ giảm xuống, trong khi đó thì là cái việc mà người đi đi là đi học ở bên này mà muốn như kiểu là chúng ta sang bên đây để vừa học vừa làm thì sẽ không có việc làm, hoặc là ít việc làm đi thì cái thời gian để cho việc học rất là tốt, nhưng đôi khi cho đâu đó có những bạn sang đây là vừa học vừa làm thì cái số tiền mà chúng ta kiếm được nó rất ít và không đủ chi trả cho cuộc sống ở Nhật Bản này, vì Nhật Bản là một trong đất nước rất đắt đỏ trên thế giới. Cho nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ càng, và đây là một trong những cái vấn đề mình đưa ra để các bạn thảo luận cũng như là tham khảo thôi, còn tất cả cái vấn đề các bạn quyết định là ở các bạn hãy hãy hẩn cẩn trọng và nghiên cứu cũng như là thấu đáo một cách kỹ càng. Nếu các bạn không không biết, hoặc là các bạn vẫn thấy có những cái gì đó tò mò, hay là có vấn đề gì đó nó vẫn chưa chắc chắn, các bạn hãy thông thông qua những cái kênh hoặc là trên chương trình internet, rất là nhiều những senpai, những người mà đang ở Nhật Bản họ có thể chia sẻ cho các bạn, họ có thể tư vấn cho các bạn, họ có thể kể cho các bạn những câu chuyện liên quan đến đến du học sinh ở Nhật Bản này, để các bạn có thể biết thêm về nền văn hóa cũng như là về cái khó khăn trong cái lúc mà thời gian dịch Covid Corona của năm 2020 này. Các bạn có thể xem và các bạn có thể nghiên cứu và chúng ta quyết định một cách thấu đáo nhé. Ok, qua đó thôi được rồi, như vậy thôi. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là ngày hôm nay về cái việc mà điều kiện để du học Nhật Bản của năm 2020 nó như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ nhé. Và nếu các bạn nào có nhu cầu mà chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu. Cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn mọi người đời lần sau nhé. Bye bye.